Có lẽ chỉ đến khi thời điểm khó khăn thì huấn luyện viên Trọng Linh sẽ lại đưa những cầu thủ trụ cột vào sân. Tôi nghĩ rằng sự táo bạo đó cũng là điều cần thiết, bởi các cầu thủ trẻ cần có cơ hội được ra sân, cảm nhận sức ép, cảm nhận những tình huống trong trận đấu nó thay đổi nhanh như thế nào để làm dày dặn thêm bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu. Ở những trận đấu trước, Bích Thủy, Thanh Thúy, Đinh Thúy đều đã thể hiện khả năng của mình. Nguyệt Anh cũng vậy. Và bây giờ là cơ hội cho các cầu thủ khác. Ba trận thắng trước đó cũng đã là một số vốn tương đối tốt cho đội tuyển Việt Nam 2. Tương tốt cho đội tuyển Việt Nam 2. Một tình huống tấn công tốt của đội tuyển Việt Nam. Một tình huống tấn công tốt của đội tuyển Việt Nam là ghi điểm ở vị trí số 2. 9, 10. Cứu bóng của Rondina và cô đã kịp trở lại sân. Rondina lúc này đang ở hàng sau. Một pha tấn công không có đà, nhưng cầu thủ mang áo số 2 bên phía câu lạc bộ Chocomucho, Chang Disfry Guini, cũng đã giúp cho câu lạc bộ đến từ Philippines có điểm thứ 11. Đều đặn ở hai tình huống liên tiếp gần đây, các pha tấn công ở vị trí số 2 và số 4 của đội tuyển Việt Nam đều đã ghi điểm. Bóng được dồn cho Rodina. Nhưng rõ ràng là Rodina đã gặp khó ở pha bóng vừa rồi, khi mà hàng chắn của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ai theo rất sát. Và Rodina với chiều cao hạn chế buộc phải đánh bóng nỗ lực qua tay chắn, đồng nghĩa là bóng đã ra ngoài sân. Tỷ số được san bằng 11 đều. Lỗi chắn bóng chạm lưới của đội tuyển Việt Nam 2. Trong danh sách mới nhất mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam công bố tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á thì đội tuyển Việt Nam 2 có 4 cái tên được góp mặt. Trong đó có đội trưởng Phạm Thị Nguyệt Anh, có phụ công Bích Thủy, có vận động viên trẻ Phạm Thị Hiền và libero Lê Thị Thanh Liên. Đây là 4 cái tên của đội Việt Nam 2 sẽ góp mặt cùng với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á ngay sau khi VTB Cup 2023 kết thúc. Thank you for Mom Charlotte 30 pesos salamat. Tỷ số được san bằng 12 đều. Rất cố gắng nhưng Thanh Liên cũng không thể kịp hỗ trợ cho đồng đội. Một tình huống tấn công uy lực của các cầu thủ Chocomucho. Diễn biến đang diễn ra rất cân bằng. Điều này được thể hiện ở điểm số. Hai bên giành giật nhau từng điểm một và chưa tạo được cơ hội để có thể tạo ra được lợi thế rõ ràng. Bây giờ thì đội tuyển Việt Nam 2 lại giành lại được quyền phát bóng. Nỗ lực phòng thủ tầm thấp không thành công của các cầu thủ Philippines. Các cầu thủ Chocomucho Philippines đã không thể có được một pha phòng thủ tầm thấp tốt. 13 đều. Quả phát bóng của Hoàng Thị Thảo. Những cơ hội được hiếm hoi được ra sân thi đấu ở một giải quốc tế như thế này, các cầu thủ trẻ cần phải nắm bắt để thể hiện được khả năng của mình.
sau một pha phối hợp tấn công ngoài biên không thành công, đội tuyển Việt Nam 2 đã thay đổi phương án tấn công ở tình huống kế tiếp với một pha đánh chiến thuật ở dưới lưới. Ba cái điểm là của Phương Quỳnh, 14 đều. Bây giờ thì Phương Quỳnh phát bóng, rất nhiều những cái tên còn khá xa lạ với người mẫu bóng chuyền Việt Nam, đặc biệt là ở các vận động viên trẻ. Nhưng sau VTV Cup 2003 thì tên tuổi của họ ít nhiều cũng được người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam biết đến. Và biết đâu sau này các vận động viên trẻ sẽ là những trụ cột, sẽ là những vận động viên tên tuổi trong thành phần đội tuyển quốc gia. Mười lăm mười bốn. Pha đá bóng tốt của Mỹ Hằng. Mỹ Hằng cần phải tự tin ở những pha bóng tấn công như vừa rồi. Một tình huống kết thúc nhanh, tốc độ ra tay hợp lý. Tabla again mga boss, di kay tandang ang laban ha. Salamat mga guys ha, mga boss. Sa mga gusto sa mga sa ating live mga boss, maging top at latest donor, ini among sa ating chief. Salamat po. Đó là quả đánh sau vạch 3m của Rodina. Khá lợi hại với những quả tấn công chiến thuật một chân. Cầu thủ Choco Mocho thể hiện những nương đánh rất đa dạng. Nunak vừa là người kết thúc với một quả đánh chiến thuật một chân ngoài biên và tiếp tục giúp cho Philippines duy trì được lợi thế dẫn điểm mong manh. Và đây sẽ là cơ hội để chúng ta cân bằng tỷ số 16 đều. Pha đập bóng tốt. Có vẻ như là ở những tình huống tấn công đầu trận thì Mỹ Hằng chưa có được một tâm lý tốt để thực hiện những pha đánh quyết đoán của mình. Nhưng ở vài thời điểm mà chúng ta vừa được chứng kiến thì Mỹ Hằng đang chơi tốt. Nhưng pha đập bóng có lực hơn, quyết đoán hơn. Không có cơ hội cho các cầu thủ hàng sau của đội tuyển Việt Nam 2 có thể hỗ trợ cho hàng chắn trong tình huống tấn công vừa rồi của các cầu thủ Choco Mocho. Sai lầm của Lê Thanh Liên. Lê Thị Thanh Liên đã phán đoán không tốt hướng phát bóng của đối phương và khiến cho tình huống đỡ bước một của Thanh Liên, bóng đã bị bung, bóng bay ra ngoài. Đội tuyển Việt Nam 2 xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Chắc chắn là ở những thời điểm khó khăn thì huấn luyện viên Trọng Linh sẽ đưa những trụ cột vào sân. Như lúc này đây mới chỉ. Shout out po ma'am Viket Cobon. Reply po ako sa iyo ma'am ha, ma'am Viket Cobon. Salamat po ma'am Viket. Sa mga gustong sumuporta sa ating live mga boss, any amount sa ating chicas kung gusto niyo pong sumuporta. Thank you guys, thank you guys. Ngày mai sẽ là ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Fairly 2023. Sau đó thì các vận động viên sẽ có được một ngày nghỉ ngày 24 tháng 8. Và trong ngày nghỉ đó thì các vận động viên sẽ được ban tổ chức đưa đi tham quan các danh lam thắng cảnh, các khu di tích nổi tiếng ở Lào Cai trước khi chuẩn bị cho vòng đấu bán kết.